Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở Ai Cập, vùng đất của Kim Tự Tháp, xác ướp và những vị thần. Thì trong không gian này chúng ta sẽ cùng nhau review bộ phim Xác Ướp, một bộ phim mới ra mắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2017. Thì đây là một bộ phim có sự góp mặt của nam tài tử điển trai Tom Cruise. Quả thật là một bộ phim để chúng ta rất là trông đợi, đúng không? Thì từ những cái trailer đầu tiên đã có một phần nào đó thu hút chúng ta ra rạp để xem phim. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau review bộ phim này nhé. Những lý do để chúng ta đến rạp xem bộ phim này thì một phần có sự diễn xuất của nam diễn viên gạo cội Tom Cruise và một cái vị thần ma nữ các bạn ha, vị thần qua sự diễn xuất của Sophia. Thì cũng là những cái tạo hình nhân vật thì cũng đáng cho chúng ta ra rạp bộ phim này. Thì bộ phim sẽ có vừa có hành động nè, ly kỳ mà vừa nó có tính chất kinh dị nữa các bạn. Thì bạn nào ra rạp xem thì cũng lưu ý, thì đây là một bộ phim có những cảnh rất là kinh dị ha. Những cái xác sống, những cái con zombie á, nó sẽ trỗi dậy và nó sẽ chiến đấu với loài người cùng với cái vị thần Ai Cập này. Thì cái câu chuyện là xoay quanh thì thời Ai Cập, thời hình như là 6.000 năm trước á. Thì cái vị công chúa Ai Cập này thì được người cha yêu mến, nhưng mà vì cái sự ghen tuông khi mà người cha có đứa con tiếp nối ngai vàng các bạn, thì có sự ghen tuông đi, thì cái cô này mới nhờ đến sự trỗi dậy của thần Xét. Thần Xét là một vị thần chết, giống như là Satan hay Lucifer các bạn, một cái vị thần ác ha. Thì đã phối hợp cùng với cô để mà, nhưng mà cô chưa thực hiện được kế hoạch của mình thì bị ướp trong một cái cổ quan tài đấy các bạn, bị ướp xác. Thì nhưng mà cô vẫn có cái lời nguyền là cô sẽ trỗi dậy. Vô tình sau này á, ngày nay á, thì cái chàng trai tên là cái chàng, không phải chàng trai mà là cái một cái anh chuyên tìm cổ vật các bạn, tên là Nick ha. Nói chàng trai cũng không đúng, hay trong nhân vật trong cái bộ phim này thì anh Tom Cruise cũng hơi cũng lớn tuổi rồi, không phải chàng trai nữa. Thì anh Nick này vô tình phạm phải lời nguyền với lại công chúa, thì nó sẽ có sự chiến đấu giữa hai nhân vật, thì các bạn cũng đã biết ai chiến thắng rồi ha. Thì nói chung khi xem bộ phim này thì nói chung cũng chưa có đã lắm, mình thực sự mình cảm nhận vậy ha. Chưa đã lắm thì cuối phim cũng có thể mở ra một cái phần phim mới. Nội dung phim thì nó có một cái kết thúc mở ha, cho chúng ta biết là sẽ có một phần phim mới. Rồi vậy nói chung là mình phải review một chút thôi để các bạn phải ra rạp để xem phim đúng không? Thì đây là một bộ phim đáng xem, nhưng mà cái động lại của mình á, thì nếu mà đi xem lần hai thì nói chung là xem một lần là đã rồi, không cần xem lần thứ hai nữa các bạn đó. Trong phim cũng có nhiều cái tình tiết hơi vô lý, nhưng mà thì người ta là thần Ai Cập mà các bạn, thì muốn làm gì thì làm thôi, vô lý chúng ta phải chấp nhận đúng không? Tại vì khi mà thần ra tay thì thành phố có nổ tung đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tin đó là sự thật. Rồi cốt truyện thì nó cũng mình coi những bộ phim xác ướp, những bộ phim lần trước đó, thì thấy nó cũng tương tự với nhau đó các bạn. Thì cũng con người chiến đấu xác ướp. Còn nói về diễn xuất thì cái vị thần Ai Cập, cái cô gái đóng vai vị thần Ai Cập thì diễn xuất tốt, diễn tả được cái sự giằng xé và sự, nói chung là sự muốn muốn vươn lên, muốn chiến đấu. Còn trong cái phim này thì Tom Cruise diễn xuất thật sự ra thì cũng hơi chán. Bạn mình coi đầu phim cuối phim nó hơi chán sao đó. Có thể là lâu quá mình không coi phim ảnh đóng hay sao, thì mình thấy nó hơi chán một tí. Nhưng mà nhìn tổng thể thì giữa các diễn viên phối hợp với nhau thì nó cũng tạo cho chúng ta những cái dấu ấn riêng cho bộ phim này. Thì phim Xác Ướp có những cái kỹ xảo rất là đã mắt nè. Nếu các bạn coi 4D hoặc là 3D thì nó sẽ đã hơn là coi 2D. Rồi những cảnh chiến đấu chẳng hạn, rồi những cái hiệu ứng khi mà thành phố bị nổ tung,
Nói chung là trong phim có nhiều cảnh cũng gay cấn lắm. Thì đây cũng là một lựa chọn tối ưu trong cái tuần lễ này, thì xung quanh không có phim gì hay hết, thì sẽ ước là một bộ phim đáng lựa chọn trong thời điểm này để chúng ta xem bộ phim này.